Bà xin lỗi. Trời ơi, bị mù cái gì á? Bà xin... Tưởng ai? Thì ra là cái thằng người cũ nghèo hèn đây hả? Anh xin lỗi em nha. Dạo này em sao rồi? Khỏe không? Khỏe chứ. Không những khỏe mà còn hạnh phúc nữa. Cũng may là ngày xưa tôi bỏ anh sớm, chứ không bây giờ không chết vì đói, cũng chết vì nhột mất. Nhưng mà chuyện cũ á, qua lâu rồi, em nhắc tới làm gì nữa? Tôi có thích nói đó. Anh làm được gì tôi? Bạn trai của tôi là phó giám đốc của công ty này nè. Anh có tin là tôi kêu bạn trai tôi đuổi việc của anh không? Nhi, anh đụng trúng em á, anh xin lỗi rồi. Hà cớ gì á, em kêu bạn trai em đuổi việc anh? Hiện tại bây giờ cuộc sống anh khó khăn lắm, anh mới xin đi làm bảo vệ, có gì bỏ qua cho anh nha. Muốn bỏ qua hả? Cũng được thôi. Bây giờ anh quỳ xuống đây xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh. Gì? Quỳ xuống xin lỗi em hả? Sao? Muốn quỳ xuống hay là muốn bị đuổi việc? Em, công ty đang về làm việc đông người lắm, sao mà quỳ được? Còn trẻ treo với tôi hả? Quỳ! Anh xin lỗi em. Từ đây sắp tới anh đi đứng anh nhìn cẩn thận, không có đụng trúng em nữa đâu. Biết điều như vậy là tốt. Vô dụng, không làm được tích sự gì hết. Trời, anh mới vô hả? Mới vô sao anh va phải cái con nhỏ đó vậy? Đáng ghét lắm. Anh đâu có biết đâu. Ủa em là... Em là nhân viên của công ty này nè. Nghe em dặn nè, từ nay sắp tới mà thấy con nhỏ đó đứng ở đâu thì anh né ra nghe chưa. Con đó từ lúc vô công ty này cứ ỷ bồ của sếp, ai nó cũng ăn hiếp hết. Anh biết rồi, cảm ơn em nha. Thôi lo làm việc đi, nó ra nó chửi nửa giờ. Đây là anh đó hả? Tính ra anh sửa soạn cũng đẹp trai quá ha. Này những lúc mà anh đi chơi gia đình á. Ủa Facebook của em tên gì? Em tên Lan. À vậy anh tên Đạt. Để em kết bạn anh nha. Ừ. Lan. Dạ. Cô giao hết file dự án mà cô đang làm cho tôi. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản. Còn cô á, làm dự án mới đi. Vâng mừng con chị. Cái dự án lần này em làm mấy tháng trời mà em làm gần xong rồi, đâu có giao cho chị được. Ý cô là sao? Ý của cô là tôi cướp công cô đó hả? Cái con nhỏ hạ đẳng hèn hạ này, cô là cái thế gì mà tôi phải cướp công cô? Cô có tin là tôi nói bạn trai tôi đuổi việc cô không? Dạ để em gửi cho chị liền. Em không được làm như vậy. Dù sao đó là công sức của cô ta. Cái tay dơ bẩn mà dám đụng vào người tôi hả? Anh chỉ là một thằng bảo vệ hèn hạ. Lo cho thân mình chưa xong mày đặt lên tiếng ở đây hả? Này nha, cô quá đáng vừa phải thôi. Cô có tin á, tôi báo cái việc này lên cấp trên không? Anh dám? Nói cho bạn trai cô biết. Cô nên nhớ bạn trai của cô á chưa phải là chức vụ cao nhất ở công ty này đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ không lấy dự án của cô nữa. Chuyện kết thúc ở đây. Cảm ơn anh nha. Nhờ có anh em mới giữ được cái dự án. Tôi thấy chuyện bất bình á, giúp được gì giúp thôi. Nhưng mà nào giờ tính khí của Nhi vẫn như vậy hả? Đúng rồi đó anh. Lúc trước công ty của mình là đứng nhất trong ngành luôn, nhưng mà từ lúc cô ta về đây quản lý, nhân viên giỏi bất mãn thì đi hết. Còn những nhân viên như em ở lại thì bị ăn hiếp rồi hạ sát như vậy đó. Vì cơm áo gạo tiền nên mọi người cũng nhịn một tí. Anh, tối nay làm xong mình đi ăn cái gì ngon ngon nha. Hay là đi ăn Quỳnh Thánh đi. Ừ, được. Anh biết chỗ này ngon lắm. Ừ. Hôm nay hả, hai người tới số rồi. Đúng là loại cặn bã của công ty mà. Nè, cô nói đàng hoàng nha. Cặn bã cái gì?
Chị, lục soát bàn làm việc của nó cho em. Cô để nó cho chị. Có chuyện gì chị? Chị Phúc, chị làm gì vậy? Đây nè, rõ ràng chưa? Nè, hai người thông đồng với nhau ăn cắp tài liệu mật của công ty để bán ra ngoài. Tội này á, hai người đi tù mật gông chứ. Tôi không biết gì hết á. Ai bỏ sót hồ sơ này tôi đâu biết đâu. Cô đừng có chối. Chứng cứ rành rành ở đây nè. Chối đi đâu được. Còn anh nữa, chị lục soát người nó cho em. Lục soát cái gì? Tôi có làm gì đâu lục soát. Đi đi. Thấy chưa, rõ ràng nè. Đó, chìa khóa đó. Chìa khóa nào? Anh đó, lạm dụng là bảo vệ, lấy cắp chìa khóa, thông đồng với cô ta để ăn cắp tài liệu mật của công ty nè. Bây giờ hai người chối gì nữa hả? Tụi tôi bị quan. Tôi không có làm chuyện đó. Quang. Chắc có hiểu lầm gì rồi. Quan hả? Quan á thì chờ lên công an rồi giải quyết nha. Bây giờ tôi sẽ báo công an lên gô cổ hai người. Báo chờ đi. Đó. Báo đi em. Báo liền đi. Chúng tôi không có làm gì sai hết á. Tại sao phải lên công an? Đúng rồi. Chứng cứ rành rành thế này, mấy người á lên công an rồi giải quyết nha. Nhi, tại sao con người của em á càng ngày càng tệ vậy hả? Anh là cái thế gì mà lên tiếng ở đây? Anh chỉ là một cái thằng bảo vệ quèn, không có một cái tiếng nói gì đâu. Đừng có ở đây mà phách lối. Được, tất cả mọi chuyện là cho cô ép tôi. Coi đoạn clip này đi. Alo, em cho tài liệu mật và bàn làm việc của con Lan rồi. Lần này anh phải làm lớn lên cho em. Sao anh có clip đó? Ở đâu tôi có không quan trọng. Quan trọng á là cô đã làm chuyện xấu. Cô tin không? Bây giờ tôi giao đoạn clip ra, đưa cho bạn trai cô coi, cho cả công ty này biết, thì lúc đó mặt mũi, chức vị của cô á để ở đâu? Tôi không cần biết. Anh mau đưa cho tôi cái đoạn video gốc ra đi. Anh có tin á là tôi nói bạn trai tôi đuổi việc anh không? Bạn trai của hả? Con hiểu hả? Tôi nè, bây giờ tôi lập tức á muốn sa thải cậu Tuấn, phó giám đốc công ty này. Sa thải liền cho tôi, vì tội cậu ta ăn cắp tài liệu mật công ty đem bán ra bên ngoài. Ừ. Anh đang diễn hề cho ai coi vậy? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà đòi sa thải bạn trai của tôi hả? À, đúng lúc lắm. Chờ đó, hôm nay anh tiêu đời rồi. Alo, anh yêu hả? Sao mày dám chọc giận ông Đạt hả? Ổng là tân chủ tịch đó đồ ngu. Bây giờ ổng sa thải tao rồi đó. Em đâu có đụng tới chủ tịch đâu. Em chỉ xử lý cái thằng bảo vệ quyền là bộ cũ của em thôi mà. Anh là chủ tịch hả? Thật sự á, từ trước giờ anh không muốn để lộ thân phận của anh. Tại vì anh muốn trà trộn ở đây làm bảo vệ để dạch lá tìm sâu. Không ngờ tìm được hai con sâu to tướng. Tôi không những cho hai người ra khỏi công ty này mà còn phải ngồi tù chịu trách nhiệm những sai lầm của mình kìa. Anh ơi, em biết em sai rồi anh tại lỗi cho em đi. Em cái này em vô tội á, tất cả là tại anh Tuấn. Anh Tuấn sai bảo em làm hết anh. Anh tại vậy em đi. Tới giờ phút này cô còn đổ lỗi cho thằng Tuấn hả? Cô và nó kết bè kết phái với nhau, muốn phá công ty tôi. Công ty của tôi á không muốn sự tồn tại của hai người đó. Anh em xin lỗi mà em biết là anh còn thương em. Anh tha lỗi cho em đi anh. Buông ra. Cô là loại người chơi chẽn. Ngày xưa tôi không hiểu sao tôi quen được cô luôn. Cũng may cho tôi với cô chia tay sớm, chứ không bây giờ á tôi là người phải khổ nè. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Cô lập tức gom đồ biến khỏi công ty tôi. Chờ ngày đó tòa đi. Đi. Sao anh không nói với em? Anh xin lỗi. Nếu mà anh nói cho em biết sớm á thì sao anh tìm được một nửa của đời mình là bạn gái anh nha.